Đó là lứa tuổi U11. Còn với lứa tuổi U13 thì tính đến thời điểm này đã có 3 đại diện góp mặt ở vòng bán kết là U13 huyện Châu Đức, U13 thị xã Phú Mỹ và U13 thành phố Bà Rịa. Chiếc vé vào bán kết còn lại là màn đua tranh không kém phần kịch tính giữa hai đội là U13 huyện Long Điền và U13 huyện Xuyên Mộc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 7 trên sân bóng đá Bầu Thành, huyện Long Điền. Xét về lực lượng, U13 huyện Long Điền không mạnh hơn U13 huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng có lợi thế sân nhà và đặc biệt trên hàng công, đội U13 huyện Long Điền sở hữu tiền đạo Trần Văn Doanh thi đấu rất xuất sắc. Ngoài hai pha lập công, Văn Doanh còn để lại nhiều ấn tượng với những pha đi bóng tốc độ, lắc léo cùng hai pha kiến tạo thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. U13 huyện Xuyên Mộc không có những cá nhân giàu đột biến, song được đánh giá cao nhờ lối chơi tập thể, bởi đa phần các cầu thủ của đội bóng này được tập luyện bài bản tại câu lạc bộ bóng đá Dream. Xét toàn cục, U13 huyện Long Điền đang chiếm nhiều ưu thế hơn và chỉ cần một trận hòa là đội nhà sẽ đi tiếp, trong khi U13 huyện Xuyên Mộc buộc phải thắng. Trận đấu còn lại của bảng A giữa U13 huyện Châu Đức và U13 thành phố Vũng Tàu cũng ảnh hưởng đến tấm vé vào bán kết lứa tuổi U13. Nếu U13 Vũng Tàu thắng U13 Châu Đức với cách biệt 2 bàn trở lên, trong khi U13 Xuyên Mộc thắng U13 Long Điền với cách biệt tối thiểu, đội đi tiếp sẽ là những ngôi sao biển. Song trường hợp này rất khó xảy ra.